Hello, chào các em nha. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube chuyên bán hàng nội địa và âm thanh bãi của Nhật Audio. Trong video hôm nay thì Nhật sẽ mang đến cho anh em là một cục đẩy đến từ thương hiệu nồi của Mỹ là USC, và dòng này sẽ có tên model là USA 400. Đây là một cục đẩy chỉ ở phân khúc giá bình dân thôi, nhưng mà dòng này phải nói là mình bán từ cuối năm trước đến đầu năm nay, và nó là cực kỳ chạy đấy, mà khoảng hơn chục con rồi nha anh em. Dòng này thì thích hợp để cho anh em thể mà nghe nhạc và anh em chơi karaoke với dòng này, và nó là cực kỳ thoải mái, tại vì có một cái khung hình rất là tốt. Anh em thể mà chơi những cặp loa 4 tấc, anh em chơi loa 3 tấc đổi lại thì chơi vẫn là cực kỳ vô tư luôn. Nhưng mà đây, mời anh em cùng nhìn xem qua về hình thức cũng như về thiết kế dòng sản phẩm này. Đây, mời anh em cùng xem qua về thông số cấu hình của dòng sản phẩm này luôn. Đây là tem dòng sản phẩm này, USC, được sản xuất ở bởi USC Audio, hàng chính hãng là Made in USA, model là USA 400. Con này có công suất ở mỗi channel là 200W, tổng công suất của nó là 400W nha anh em. Điện nó là điện 220V. Ở dòng mà sẽ xuất vào thị trường của châu Âu nha anh em, mà nó đạt được chứng chỉ CE, đã được xuất vào thị trường châu Âu nha anh em. Đây, sản phẩm thì sẽ trang bị ra hệ thống là 4 cặp loa. Anh em phải mà xỏ dây vào cái lỗ ở bên dưới, và anh em phải cắm đầu bắt chuối được nha anh em. Còn bên đây là các cổng, nếu mà anh em bế tín hiệu nghe nhạc. Đây, anh em phải chơi qua jack 6 ly, hoặc anh em chơi jack Canon được nha anh em. Hoặc anh em chơi những cái jack AV mà kiểu dạng xỏ dây được luôn nha anh em. Hoặc anh em mua thì mình tặng luôn cho anh em hai cái jack chuyển từ 6 ly ra bung sen, để cho anh em thử mà dễ dàng mà kết nối với các tín hiệu nghe nhạc của anh em. Còn bên dưới là các mối chức năng chơi stereo, hoặc anh em chơi mono. Đây thì sẽ có hai cái volume. Còn trung tâm mình thì nó sẽ có một cái quạt tản nhiệt anh em. Đây là quạt tản nhiệt thì size cũng là size nhỏ nha anh em. Nên anh em nghe thì nó cũng không có ồn ào nha anh em. Nghe vẫn là rất êm luôn anh em à. Dòng này thì nó sẽ trang bị ta tổng cộng là 8 con sò sắt của Mexico nha anh em. Mexico phải nói là một trong những dòng sò mà phải nói là được dùng trên rất là nhiều những cuộc đẩy của Mỹ anh em ạ. Những cái dòng sò này mình đánh giá rất là cao luôn. Đây, sò Mexico nha anh em, 8 con. Mà hầu hết các cuộc đẩy của USC, từ những cái dòng mà mô đồ thấp đến những cái dòng mô đồ cao, ví dụ như là 1.300, mình thấy nó cũng phải sò Mexico. Và những cục đẩy mà Amcron mà 2000TX hoặc 2000A thì mình thấy cũng sử dụng dòng sò này rất là nhiều anh em ạ. Vì khả năng quét âm thanh của dòng sò này mình đánh giá rất là cao luôn. Vậy thôi, không dài dòng nữa, mình vào nghe bài test xích âm của USC USA 400. Mời anh em. Và hiện tại thì Nhật đã kết nối cả trên loa và cả AV của sản phẩm nha anh em. Đây, anh em mua mình tặng cho anh em hai cái đồ chắc chuyển từ 6 ly ra bông sen nha anh em. Đây, mời anh em cùng thưởng thức. Đây, đây channel 2. Đây channel 1. Đấm rồi rồi anh em ạ. Không có anh, ai sẽ đưa em về trời xanh ngủ.
USA 400 nghe phải nói là cực kỳ là sướng. Nhưng mà trong này thì ngoài ra anh em có thể mà ghép để chơi làm những cái loa sub được luôn nha anh em, vì con này đẩy tiếng thôi ra phải nói là rất là mạnh luôn. Nhưng mà đây là một trong những dòng sản phẩm mà mình rất là thích ở phân khúc giá bình dân và được rất là nhiều anh em chơi trải nghiệm và phản hồi lại của mình, nên mình có thể nói là đánh giá dòng này rất là cao. Rồi anh em thấy sao về tổng quan dòng sản phẩm này, hãy để lại bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn anh em đã dành rất là nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Audio. Nếu thấy video hữu ích thì anh em hãy đăng ký kênh để ủng hộ Nhật Audio nhé. Xin chào và hẹn gặp anh em trong những video tới. Bye. Anh em có thể vào trang facebook.com/nhật audio để tìm thêm và nhiều sản phẩm mới nhất nhé.